Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Sam bức xúc khi Quýnh Cưng bị khẳng định là gia súc phải chuyển nhà. Nữ nghệ sĩ cho biết phía ban quản lý căn hộ đã ép buộc và làm khó mình trong vài tháng qua chỉ vì cô nuôi thú cưng. Mới đây, câu chuyện của Sam và phía ban quản lý khu cô đang sống đã gây sự chú ý lớn từ công chúng khi cô kể lại sự việc mình bị ép chuyển nhà chỉ vì nuôi Quýnh Cưng. Mặc dù cô đã nuôi rất khéo léo, không phiền người khác, chúng cũng được cắt hết lông nhưng tình thế không thể cứu vãn. Trên trang cá nhân, cô mở đầu: khi ban quản lý tòa nhà tôi khẳng định chó không phải là thú cưng mà là gia súc, vậy chắc nhà anh ấy chăn nuôi cún để lấy thịt chăng? Ban quản lý còn vô khám xét và đòi chụp hình trong căn hộ tôi để làm bằng chứng, như thể tôi đã phạm pháp, tôi thật sự rất sốc. Được biết, cô mua căn hộ cao cấp ở quận 7. Từ lúc chuyển về nơi này sống đã gặp rất nhiều trục trặc từ khâu hoàn thiện nội thất. Nữ diễn viên cho biết rất nhiều văn bản bất hợp lý khi cho rằng việc cô xây dựng ảnh hưởng thế này thế nọ. Tuy nhiên, cô vẫn chấp nhận đóng phạt cho yên chuyện. Mọi thứ trở nên căng thẳng khi cô ở đây và nuôi hai chú cún. Sam cho biết, tôi đã luôn tuân thủ, tôi chưa bao giờ thả bé chạy ra ngoài, chưa bao giờ để mất vệ sinh chung. Nếu có di chuyển ra ngoài căn hộ, tôi luôn cho bé vào trong ba lô loại chuyên dụng dành cho thú cưng. Nhưng phía ban quản lý luôn có văn bản yêu cầu cô xuống tận nơi làm việc. Thậm chí, thường xuyên cắt điện, cắt nước làm ảnh hưởng đến nhu cầu sinh hoạt gia đình. Câu chuyện kéo dài mãi đến lúc Sam quyết định sẽ tìm nơi ở mới và cam kết chuyển đi trong 2 tháng, dù nơi hiện tại là căn hộ chính chủ do cô bỏ tiền tỷ để sở hữu. Dẫu vậy, thành phố siết chặt giãn cách khiến kế hoạch này không thể thực hiện đúng thời gian. Cô cho hay, tôi vẫn tiếp tục nhận được thông báo việc bắt buộc di dời trong thời gian giãn cách. Khi tôi bức xúc bảo là trong thời gian giãn cách làm sao có thể di dời thì bắt tôi phải cam kết thời gian cụ thể. Thử hỏi, làm sao tôi biết được khi nào thành phố sẽ hết dịch và mọi thứ trở lại bình thường mà cam kết thời gian? Tôi thật sự vô cùng bức xúc. Đỉnh điểm là việc vu khống bé cún của tôi, làm lông bay đến căn hộ khác và thông báo sẽ cắt nước gia đình tôi. Trong tiệp kèm theo hình một chiếc lông vũ hay còn gọi là lông chim. Hơn nữa, thời điểm đó bé nhà tôi đang viêm da nên đã được cạo lông sát người. Từ phía Sam cũng đã nhiều lần mong được sắp xếp gặp gỡ các hộ dân gần nơi mình sống. Nếu có làm ảnh hưởng mọi người, vì nuôi thú cưng, cô muốn trực tiếp xin thông cảm và dàn xếp. Thế nhưng đổi lại là sự im lặng và các văn bản sẽ cắt hết nhu cầu sinh hoạt của gia đình như điện, nước, thang máy. Đội diễn viên không nghĩ rằng mình đang ở trong căn hộ mình mua lại bị đối xử như thế. Đỉnh điểm khi ban quản lý khẳng định với Sam rằng chó không phải là thú cưng mà là gia súc, nữ nghệ sĩ cảm thấy suy sụp trước phát ngôn này. Cô đành phải để hai bé cún bơ vơ bên ngoài, Sam bộc bạch. Thật sự, tối nào tôi cũng ngủ không được vì sự bức xúc ban quản lý và lo lắng cho hai đứa con của tôi. Đến khi hai đứa nhỏ được chuyển đi rồi, ban quản lý yêu cầu mở cửa để vào nhà tôi khám xét và chụp hình làm bằng chứng. Tôi đã vô cùng sốc vì tưởng rằng tôi đang vi phạm pháp luật và đang bị xâm phạm đời sống riêng tư. Cô khẳng định mình nuôi hai Quýnh Cưng từ nhỏ, xem chúng như thành viên trong gia đình và chấp nhận tìm một nơi ở mới chỉ vì bảo vệ sự an toàn cho hai bé. Thời gian qua, cô rất đau lòng khi phải để hai Quýnh bơ vơ bên ngoài. Những dòng kể của nữ diễn viên với nhiều ngôn từ buồn phiền, lo lắng và đứng ngồi không yên vì lo cho hai Quýnh Cưng. Bài viết của Sam hiện đã có gần 4.000 lượt chia sẻ, đây là con số khá lớn. Thậm chí, Harry Von cũng cho dòng trạng thái này ở chế độ công khai trên tường nhà mình, ngầm phản đối quan điểm về Quýnh Cưng. Sam khẳng định những gì mình kể chỉ mong mọi người thay đổi quan điểm về thú cưng. Chúng cũng cần được yêu thương và bảo vệ, đối xử công bằng. Việc nữ diễn viên bỏ số tiền lớn để chuyển nơi ở đủ cho thấy tình cảm mà cô dành cho những con vật mình nuôi như thế nào. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.